Chứ nhỏ không anh ơi. Nè. Trời ơi, ba cái con cào cào nhóc kìa. Nè. Phải bu vàng không? Bu vàng. Bu vàng. Cào cào biết làm sao bắt được không Di? Lấy vợt vợt á. Quơ ngang nè. Ừ. Bậy nè. Bậy lần hơn. Còn anh Diệu đâu mất rồi? Đó, Diệu này dốc dốc, rồi được chết. Đợi mà hỏi mà nó không cho dành đây. Có biết sao, xuống bủa cái quậy. Dưới đây cá nhiều nè, dưới kinh nè. Để muốn gì nói cho sao? Dăng đi. Lát đi, lát hả bẻ? Dăng trước đi. Lát hả? Bẻ này hả? Chút bẻ thì muốn gì nói chua hay sao? Muốn đâu? Trời ơi, rối chứ hả? Hả? Đây có dây giác nè mọi người. Nhưng mà cháy còn nhỏ ha. Nay mình với anh Vẹo, anh Sáu với anh Diệu đi dăng lưới luôn. Lát lên kiếm mới cháy giác nha, về kho. Bữa bữa anh Diệu bẻ cháy giác đó nè. Không, thấy có hai ba trái nhỏ. Chạy vô ba năm á, coi chút xíu còn hỏi cái giác đâu đi bẻ cái giác thì đâu hả? Cái giác cặp thằng gà ở ngoài đó, cái nó đâu không đội vô vậy chứ không nhậu đi kêu dân lưới. Trời trời, con cá hết bự luôn, chỗ nó cắm nó mắt bắt này giống mấy cục cần quá à. Xong này sâu dữ không ta, đi xuống từ đầu ra không đẹp cái cục cần không á, dân đi chút xíu rồi xuống tiếp. Nó có hai bên má thì gan vậy đó, cái ổ câu cá là chích xị rồi lát ra cuốn bỏ xuống từ từ đi ông nội. Trời ơi, cái cây đó có gãy đâu mà anh sợ. Không, mày sao? Văng đâu? Bên đây hả? Trời, nó đủ máy lỗi chứ mỏ khơi khơi quay kìa. Cạn chứ không có đâu. Bữa hổm nó cạn reo lên, nó trồi xuống. Trồi xuống bắt ngụy vô. Cũng hộp. Hả, máng vừa đó. Máng vừa chẳng chủ có cái râu đó. Trời, đạp cái gì vậy? Có máu, có cá. Má cắt cái giác liền chứ. Bữa gỡ á, bắt đầu em giặt rồi chắc nó quấn. Cái này phải xả trước ở trên. Nếu ba mạng phải xả trước, giặt vô xả lưới. Xả lại. Mình vũ lưới. Dạ. Nó không bùng. Nó đem ra mà răng, có lý không? Nó sâu dưới gần 4 thước nước dưới. Nó lòng chảo dưới lắm, nó sâu. Đi. Dạ. Nó mắc lên luôn á. Ừ, cá bự bự không à. Chưa nói không anh Tịch? Mở chưa ra nữa hả? Vũ vũ rồi ra. Rồi dính cái đầu kia rồi. Cũng cạn không anh Tư? Hả? Cạn hả? Đó. Lầy không? Này đắt lâm đắt cũ rồi lần chứ nó đâu có mốc đâu. Đi ngán giò. Lại mặt cái chân nhó ra trời. Mùi hút mặt cái chân con chết rồi. Cây sâu lắm. Nó chỗ sâu cái cạn, cái này là cái bìa cũ rồi. Không có đó đắt liền, cái này ba cái thà băng nó đổ xuống trong á. Bởi vậy đụng má đi ấn giọt nè. Không có thà băng nó đổ bên kia kìa, ở đây nó đổ. Đi ngã mang đâu rồi. Năm là hái gì vậy? Cái này cũng có cái ấy như này. Có cái chòi hả? À? Đổ cầu cư chứ này. Má tao lưới dài dữ à. 100 mét luôn mà. Dạ. Một tay một quá anh.
Cho đá với chung xuống lụi lụi bình nó câu từ đau bụng luôn á, chung với đứng nó câu luôn. Rồi, vô được luôn. Bữa nay cậu kế chú kỵ ta không dính con nào luôn á. Cây nó nặng cái mộ luôn, sờ thụt rồi. Ta thọt bằng cây kia kìa, rồi gắn ấy cái chai vô á. Thì vậy lưới vậy, lưới vậy quá không? Lưới này có 2,5 mà. Có 3 phân, 3 phân bằng mấy. Dính ra chỗ đó dính hay vậy? Không biết dính cây hay dính cá. Kìa bên kia giật lưới kìa. Đây không? Cái sạc, cái sạc. Rã luôn hả vậy? Rã luôn hả? Rồi đợi dục lên hay gì vậy? Dục lên cho chết rồi. Mới dân sao tới cái sạc chết luôn. Cuốn luôn đi, lát cuốn lên, lát cho này gỡ. Khó gỡ lắm á, đứa bà cuốn lên khó gỡ lắm. Thôi, lâu lắm ấy, thấy cái sạc á. Rồi. Rồi chứ bắt đây. Ta lặn luôn quần đi. Nắm lại coi. Thấy không? À, đừng quay lại cái chuẩn bị coi, chuẩn bị cái vùng này nè. Đục tiêu rồi. Nó rớt mắt tiêu rồi. Chào con ơi. Nó chuột cái đâu. Nó không dám giờ cũng biết chứ. Đó, nhấc con quần đó. Tôi thấy thằng này rất bị gì vậy, rất đi qua bên chợ Phú Mỹ là vừa. Dính liền. Ở Nam Cường có được tại ông. Cái lâu kiến vậy. Đó, có gì đó? Lâu kiến. Lâu kiến hả? Bắt luôn nha. Coi chú bé mà. Bắt động có được. Lâu lâu đựng con. Ông kiếm được chừng mười mấy 20 con gì, ông kho cái chảo màu đặc nhỏ gì con để tiêu vô cái ông thầy làm cái vừa đem xin nước luôn uống trời không khổ luôn. Chỗ này như lúng. Khi cắn này. Cắn này đủ mẹ cũng muốn chết. Ngập thở. Chuối không á? Má lưới này trong này mọc dưới gì? Hả? Cái lưới dày thì nó mọc. Mọi lưới thưa thiệt chắc. Nó càng mịn thì nó dễ gắt. Thế vậy nó. Chích ngắt này. Quản thôi. Rồi.
Trùng cái sặc.